Xin chào các em. Hôm nay chúng ta học nhận biết về cây cam các em nhé. Trước khi học các em đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận nhiều video mới kỳ tới các em nhé. Chúng ta bắt đầu học nào. Cam là loại cây ăn quả thuộc họ giới bưởi, chanh, quýt. Quả cam tròn và nhỏ hơn quả bưởi. Cam có loại màu xanh và màu vàng. Đây là cây cam. Cây cam. Cây cam. Đây là quả cam. Đây là quả cam. Quả cam. Quả cam. Đây là hình ảnh bên trong quả cam. Cam có vị ngọt hoặc hơi chua. Cam có mùi thơm. Cam có chứa nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều cam tăng khả năng đề kháng cho cơ thể. Cam có thể ăn trực tiếp hoặc vắt lấy nước để uống. Các em hãy xem cách vắt nước cam nhé. Đây là nước cam. Đây là nước cam. Nước cam uống rất ngon. Các bạn nhỏ hãy nhớ uống nhiều nước cam nhé. Cam là loại cây ăn quả thuộc họ giới bưởi, chanh, quýt. Quả cam tròn và nhỏ hơn quả bưởi. Cam có loại màu xanh và màu vàng. Đây là cây cam. Cây cam. Cây cam. Đây là quả cam. Đây là quả cam. Quả cam. Quả cam. Đây là hình ảnh bên trong quả cam. Cam có vị ngọt hoặc hơi chua. Cam có mùi thơm. Cam có chứa nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều cam tăng khả năng đề kháng cho cơ thể. Cam có thể ăn trực tiếp hoặc vắt lấy nước để uống. Các em hãy xem cách vắt nước cam nhé. Đây là nước cam. Đây là nước cam. Nước cam uống rất ngon. Các bạn nhỏ hãy nhớ uống nhiều nước cam nhé. Cam là loại cây ăn quả thuộc họ giới bưởi, chanh, quýt.
quả cam tròn và nhỏ hơn quả bưởi. Cam có loại màu xanh và màu vàng. Đây là cây cam. Cây cam. Cây cam. Đây là quả cam. Đây là quả cam. Quả cam. Quả cam. Đây là hình ảnh bên trong quả cam. Cam có vị ngọt hoặc hơi chua. Cam có mùi thơm. Cam có chứa nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều cam tăng khả năng đề kháng cho cơ thể. Cam có thể ăn trực tiếp hoặc vắt lấy nước để uống. Các em hãy xem cách vắt nước cam nhé. Đây là nước cam. Đây là nước cam. Nước cam uống rất ngon. Các bạn nhỏ hãy nhớ uống nhiều nước cam nhé. Chúng ta học lần nữa các em 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 nhé. Chúng ta học. Xin chào các em. Hôm nay chúng ta học nhận biết về cây cam các em nhé. Trước khi học các em đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận nhiều video mới kỳ tới các em nhé. Chúng ta bắt đầu học nào. Cam là loại cây ăn quả thuộc họ với bưởi, chanh, quýt. Quả cam tròn và nhỏ hơn quả bưởi. Cam có loại màu xanh và màu vàng. Đây là cây cam. Cây cam. Cây cam. Đây là quả cam. Đây là quả cam. Quả cam. Quả cam. Đây là hình ảnh bên trong quả cam. Cam có vị ngọt hoặc hơi chua. Cam có mùi thơm. Cam có chứa nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều cam tăng khả năng đề kháng cho cơ thể. Cam có thể ăn trực tiếp hoặc vắt lấy nước để uống. Các em hãy xem cách vắt nước cam nhé. Đây là nước cam. Đây là nước cam. Nước cam uống rất ngon. Các bạn nhỏ hãy nhớ uống nhiều nước cam nhé.
Cam là loại cây ăn quả thuộc họ giới bưởi, chanh, quýt. Quả cam tròn và nhỏ hơn quả bưởi. Cam có loại màu xanh và màu vàng. Đây là cây cam. Cây cam. Cây cam. Đây là quả cam. Đây là quả cam. Quả cam. Quả cam. Đây là hình ảnh bên trong quả cam. Cam có vị ngọt hoặc hơi chua. Cam có mùi thơm. Cam có chứa nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều cam tăng khả năng đề kháng cho cơ thể. Cam có thể ăn trực tiếp hoặc vắt lấy nước để uống. Các em hãy xem cách vắt nước cam nhé. Đây là nước cam. Đây là nước cam. Nước cam uống rất ngon. Các bạn nhỏ hãy nhớ uống nhiều nước cam nhé. Cam là loại cây ăn quả thuộc họ giới bưởi, chanh, quýt. Quả cam tròn và nhỏ hơn quả bưởi. Cam có loại màu xanh và màu vàng. Đây là cây cam. Cây cam. Cây cam. Đây là quả cam. Đây là quả cam. Quả cam. Quả cam. Đây là hình ảnh bên trong quả cam. Cam có vị ngọt hoặc hơi chua. Cam có mùi thơm. Cam có chứa nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều cam tăng khả năng đề kháng cho cơ thể. Cam có thể ăn trực tiếp hoặc vắt lấy nước để uống. Các em hãy xem cách vắt nước cam nhé. Đây là nước cam. Đây là nước cam. Nước cam uống rất ngon. Các bạn nhỏ hãy nhớ uống nhiều nước cam nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em nhớ nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận video mới các em nhé. Tạm biệt nhau nào. Yeah.